giống tưởng tượng không thể giống trưởng trưởng của em. Không hề giống tưởng tượng của em. Loại loại bạn mới đó được không? Loại bạn mới đó được không? Không thể giống tưởng tượng của em với bạn mới đó được không? Tức là nó nói với sinh là đừng có tưởng tượng như vậy đúng không? Đến đây nó tưởng tượng mời toàn là vào. Đến đây mời vào. Vào đây nào. Vào đây nào. Hai cô bé, hai cô bé nhỏ đâu phải giống giống sinh tưởng tượng đâu. Mắc cờ sao thế? Mau vào đi. Sao thế? Mau vào đi. Ôi trời ơi, lại gặp tụi này nữa hả? Đợi giúp, em muốn đi đâu? Em muốn đi đâu? Vừa nãy cái đứa trẻ đó giống như cái đứa hai anh em kia là the same mà. Stay tuned. Even though I don't know what that means. Chờ sau. Ok. Chắc là hôm qua. Đúng rồi đó. Chắc là hôm qua. Cô bé Musuko. Musuko Kyo-san. Kyo-san. Là Yuko Tamakawa Yoshitemata. Yoshitemata. Cái tên của họ mà tên tiếng Nhật khó đọc. Dạ. Trời, nước mắt nó chảy nhiều quá. Có thể chào các bạn một cái không? Có thể chào các bạn một cái không? Cỡ lo khóc không? Em to Tokyo. Em từ Tokyo đấy. Em to Tokyo. Em tên. Em tên là. Em tên là. Soshite Mata. Soshite Mata. Tên. Tên của bạn ấy là Yuko Tamagawa Soshite Mata. Cảm con một người. Còn một người. Hai em sinh đôi mà. Soshite Mata Tatsuya. Dạ, đâu rồi? Đâu rồi hả? Tức là twins của em đâu rồi? Twins của em đâu rồi? Em ấy rõ ràng là đi với cô đến đến cửa lớp mà. Đúng rồi đó, ra là 100% luôn mẹ ơi. Yeah. Hai bố con dễ thương quá. Đây là đọc được 100% rồi đúng không? So Yoshinaga việc này xin hãy giao cho em. Đúng rồi.